Thanh tra cao cấp của đội trọng án. Nếu như anh không có làm, tại sao lúc nãy anh nói dối? Cô chỉ có mục đích, chính là trả thù. Có khả năng nhìn thấu chân tướng sự thật. Thần thám đúng là thần thám. Thế nhưng mấy chiêu đó của sếp có gì ghê gớm, suốt ngày chỉ biết suy đoán thôi. Có hóa giải được khúc mắc của chính mình? Tôi nhất định kiện sếp. Thả người đi. Tại sao vậy? Chúng ta hết giờ rồi. Đón xem Độc Tâm Thần Thám phát sóng lúc 21 giờ hàng ngày từ ngày 11 tháng 3 trên TV Star SCTV 11.